Cơm đùi gà, uống trà sữa. Nào cũng sáu tiết, sợ quá. Học xong chẳng còn tí sức nào. Thường nhất là cái thằng em dạ dày, cứ kêu đói nhèo nhéo. Còn học hành làm sao được? Giờ này mà có suất cơm với rà gán ở quán bà Năm thì thật tuyệt. Thế thì còn gì bằng, nhưng quán bà ấy bán đắt lắm. Cơm gà quán bà ấy ít nhất cả 50.000 một suất. Thì quán bà ấy toàn thịt gà ngon, đắt thì sắc ra biến bà lại. Nhắc tới là bọn này nuốt nước miếng ẩn ực rồi đây nè. Tại nó cứ hiện lên trong đầu của tôi từ lúc tiết năm đến giờ. Hay là chẳng mấy khi được nghỉ học nhiều. Hôm nay chúng mình đi nhà hàng một bữa cho bỏ. Hai hôm nữa cũng đến hạn nhà gửi tiền lên rồi. Không lo đâu. Được đó, còn có hai hôm nữa thôi. Ba anh em ta làm một bữa cho nó hoành tráng. Đằng nào chẳng sắp có viện trợ. Bác ơi, cho chúng cháu ba suất cơm gà nhé. Có ngay. Cái đời sinh viên chẳng ai khổ như ba thằng mình. Chúng nó thì có xe máy đi học, nhà cửa, ăn uống thì bố mẹ lo cả, sướng như vua. Giá bố mẹ chúng mình giàu có thì tốt biết mấy. Mà nói làm gì, người ta bảo mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đã quá. Mà này, hôm nay trời nóng gắt, ăn no mà lại được lon bia lạnh thì tuyệt. Ừ, cậu không nói thì chứ, nói lại làm tớ thèm không chịu được. Ừ, tớ cũng thích, nhưng mà hôm nay đã ăn cơm gà, lại còn uống bia lạnh nữa thì hoang phí quá. Nhưng chẳng phải hai hôm nữa bố mẹ sẽ gửi tiền lên sao? Thôi, đã thích thì phải nhích. Hay, hay, thích thì phải nhích. Bác ơi, cho chúng cháu ba lon bia lạnh. Được, có ngay. Quái, ba anh chàng này hôm nay ăn sang ra trò. Bà chủ ơi, cho một ly trà đá nhé. Ồ, ở đây bán cơm, không có bán trà đá bác ạ. Trời nắng quá, thôi, cho tôi ngồi nhờ ở đây nghỉ trưa tí nhé. Vậy bác ngồi tạm ở kia nhé. Mấy chỗ này tí khách vào đông lắm. Ồ, có chỗ ngồi là tốt lắm rồi. Cảm ơn bà chủ nhé. Alo, em à, hôm nay tiện chở xe hàng. Anh vào đưa tiền chi tiêu cho thằng Huy. Anh ăn trưa chưa? À, còn túi sắn luộc từ sáng, anh ăn luôn là no rồi. Ở thành phố ăn uống cái gì chả đắt đỏ, cũng phải biết liệu để lo tiền ăn học cho bọn trẻ chứ. Ơ kìa, sao không uống bia đi, mặt đần ra thế? Đó, đó, chính là ba tớ. Bác ơi, mấy lon bia này chúng cháu chưa mở nắp, trả lại được chứ ạ? Được, không sao. Kìa, cậu nghệch mặt ra làm gì? Chạy ra chỗ ba cậu đi. Gặp cậu ở đây chắc ông ấy mừng lắm. Ba! Con đây, ba lên, sao không nói gì với con? Ôi, Huy, ba nghĩ tầm này con đang ăn trưa, nên định một lát sẽ gọi. Con đã ăn gì chưa? Dạ, con... con thương ba mẹ lắm. Ừ kìa, con trai mà sao khóc lóc thế này. Ba có làm sao đâu mà khóc. Ba vất vả quá. Con xin lỗi, con xin lỗi ba. Người hoàn hảo nhất. Trước khi cho các người xuống thế gian, lần lượt từng người hãy nói cho ta nghe, khi xuống đó, các người muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào? Dạ, Muôn Tông Ngọc Hoàng, khi được xuống trần gian, con sẽ tận dụng hết cuộc sống để cống hiến ạ. Con nguyện cả đời sẽ là một tướng quân dũng cảm, xông pha trận mạc. Còn con sẽ dành hết cuộc sống để hưởng thụ ạ. Con muốn trở thành một viên quan huyện đầy uy quyền. Dạ, con thì sẽ vừa cống hiến, vừa hưởng thụ ạ. Con muốn hưởng cuộc sống nhàn nhã, thanh thản của một người dân thường. Ngày làm việc, tối về vui vầy bên mâm cơm gia đình. Các người nói
ai cũng đều có cái đúng. Nhưng ta thấy người thứ ba là người hoàn chỉnh nhất, xứng đáng nhận 100 điểm. Còn hai người còn lại, mỗi người mới chỉ được một nửa của sự trọn vẹn, nên chỉ nhận 50 điểm thôi. Nào, giờ thì hãy bắt đầu cuộc sống của mình nhé. Hỡi các chiến binh, xung phong! Da! 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 Quan lớn, lát nữa xin ngài xử giúp tôi thắng vụ này, tôi sẽ không quên ơn ngài đâu ạ. Yên tâm, việc gì ta cũng lo được hết mà. Tiến lên, tiêu diệt kẻ thù. Tướng quân, xin người hãy tỉnh lại. Tướng quân. Cha cha, từng này của cải thừa đủ cho ta sung sướng cả đời rồi. Dương Kim, ông đã bị bắt về tội tham ô, mau theo chúng tôi về triều đình lĩnh án. Sao lại thế được? Không, tha cho tôi không muốn chết. Không. Ta đã tới lúc gần đất xa trời, nhưng chẳng có gì để lại cho các con ngoài ngôi nhà này. Sau khi cha qua đời, các con hãy cố gắng mà làm ăn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cha ơi! Cha ơi! Các người mới từ hạ giới trở về, xem ra có những kết cục thật là khác nhau. Không phải trước đây ngươi đã từng nói sẽ dành cả cuộc đời mình để hưởng thụ sao? Sao giờ ngươi lại ra nông nỗi này? Thần vì quá ham hưởng thụ, bị mọi người căm ghét, nguyền rủa nên mới ra nông nỗi này đấy ạ. Nhà ngươi thật đáng thương. Còn nhà ngươi sao trông cũng thảm thương thế kia. Dạ, muôn tôn Ngọc Hoàng. Cuộc sống của thần thầm lặng cũng giống như bao người khác, bình bình trôi qua cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chẳng để lại gì, nên người đời cũng chẳng ai oán trách, mà cũng chẳng có ai nhớ đến ạ. Có vẻ ngươi là người trở lại thiên đình với dáng vẻ khá tự tại. Không lẽ cả đời ngươi chỉ làm việc và cống hiến mà không thấy mệt mỏi sao? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, trần gian người đời công bằng lắm. Chính vì cả đời thần cống hiến, làm thật nhiều việc nghĩa, nên thần luôn được mọi người yêu mến. Khi mất, thần còn được mọi người lập một đền thờ và đeo cho một vòng hoa đầy kính trọng đấy ạ. Hóa ra ta đã nhầm khi cho điểm các ngươi. Chỉ có những người cả đời cống hiến, làm việc mới được người đời ca tụng. Điện thoại. Alo. Phiền cháu gọi giùm bác chị Minh. Chị Minh có điện thoại. Chị sang ngay đây. Chị cảm ơn em, cho chị nghe nhờ nhé. Đúng là điện thoại công cộng. Con cố gắng thu xếp về con nhé. Mẹ lo lắm Minh ạ. Bố con... Chị về đây, cảm ơn em. Ghét ghê, không biết quê chị ta ở đâu. Nghèo đến nỗi không mua được cái điện thoại di động mà dùng sao? Từ ngày chị ta đến đây trọ học, lúc nào cũng gọi nhờ vào máy nhà bác mình. Một tháng 5 lần 7 lượt phải gọi chị ta sang nghe điện thoại. Bực mình. Sao thế An? Bác bảo cái chị Minh trọ nhà bác Hoái, đừng có sang nhà mình gọi nhờ điện thoại nữa. Cháu thấy khó chịu lắm. Bác thấy có phiền gì đâu cháu. Thỉnh thoảng chị ấy mới sang nhờ mà. Nhà chị Minh khó khăn lắm cháu ạ. Bố chị ấy bị bệnh hiểm nghèo. Mình giúp được điều gì cho người ta thì nên giúp chứ cháu. Mà bác thấy cái Minh nó quan tâm đến cháu lắm đấy. Lần nào về quê cũng có quà cho cháu. Thấy cháu ốm là lại sang hỏi thăm. Nhưng cháu không thích. Cháu không cần quà của chị ấy. Bọn trẻ bây giờ cũng thật là... Chắc là về quê. May quá, đỡ bị làm phiền rồi. Mình chỉ mong chị ta về quê luôn đi.
La 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 la. Sắp được nghỉ hè rồi, mình cũng sắp được về quê với mẹ rồi. A ha. Cái váy hoa của mình biến đâu mất rồi nhỉ? Ôi trời ơi. Alo. Mau cho gặp. Lại gặp Minh chứ gì. Đã nhờ vả người ta mà còn ăn nói bất lịch sự. Cứ làm như cái trạm điện thoại công cộng à. Mặt sát nhà chị nhé. Gác máy thế này cho yên tĩnh, đỡ bị những người đáng ghét làm phiền. An ơi, An ơi. Ôi cậu, mẹ cháu bị tai nạn giao thông, tình hình nguy cấp lắm rồi. Cháu cùng về với cậu ngay đi. Trời, mẹ cháu bị tai nạn ư? Mẹ cháu, mẹ ơi. Con về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ. Mẹ cháu đã gắng đợi cháu đấy, nhưng có lẽ mẹ cháu không thể gượng thêm nữa. Bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Việc cần nhất bây giờ là cháu phải bình tĩnh. Sao hôm nay mọi người mới cho cháu biết? Tại sao chứ? Cậu đã điện thoại ngay cho cháu, nhưng hình như ai đó ích kỷ không nghe. Sau đó cậu gọi nhiều lần nữa, nhưng máy cứ tuốt dài. Cậu đành bắt ô tô ngay, mà sớm nay mới tới được chỗ cháu. Cậu cũng không ngờ mẹ cháu lại đi nhanh như thế. Lúc này cháu phải bình tĩnh lại. Con đã tự hại mình rồi. Con có lỗi với mẹ. Mẹ ơi. Alo, mau, mau, mau cho gặp. Vòng nước xoáy. Hai người hãy báo cáo đi. Thưa đại vương, đàn dê mà tôi nuôi vẫn béo tốt khỏe mạnh, đủ 100 con, không thiếu con nào ạ. Tốt, thế còn ngươi? Bẩm đại vương, đàn dê của tôi không những béo tốt, đủ 100 con, mà còn sinh sôi thêm 30 con nhỏ nữa ạ. Giỏi, giỏi lắm, nuôi thế mới là nuôi chứ. Báo nâu đã lập công lớn, ta sẽ có thưởng cho báo nâu. Tạ ơn đại vương. Nhà ngươi hãy lấy đó mà làm gương, mà làm cho tốt vào. Vâng, thưa đại vương. Cái tên báo nâu này vốn khù khờ, mà sao lúc nào hắn cũng được vua sư tử khen thế nhỉ? Không được, mình phải tìm cách hơn hắn, chơi hắn một vố mới được. Cái lừng chết tiệt này, đau quá, để tôi đấm bóp cho ngài nhé. Cơ hội đây rồi, ngài bị bệnh thế này, tôi vừa thương lại vừa tức thay cho ngài. Có chuyện gì thế? Nhưng... Tóm lại là có chuyện gì? Tôi thấy ngài bị bệnh, mọi loài muôn thú đều đến thăm. Vậy mà... Vậy mà sao? Vậy mà cái tên báo nâu vốn được ngài sủng ái, thế mà khi ngài ốm đau lại chẳng thèm vác mặt đến thăm. Hắn đúng là không tôn trọng ngài, không coi ngài là đại tướng. Càng nghĩ mà càng thấy ức. Láo xược thật, người nói ta mới để ý. Mau đi tìm tên báo về đây cho ta hỏi tội. Bẩm, vâng ạ. Anh biết tin gì chưa? Đại vương sư tử đang tìm anh trị tội vì sói tố cáo anh không chịu đến thăm lúc ngài ốm đấy. Trời, có chuyện đấy thật sao? Lão sói thật gian xảo. Phen này mình gặp nguy rồi. Anh nhái bén nổi tiếng thông thái, có cách gì giúp hóa giải không? Tâu đại vương, báo nâu đã đến. Được lắm, cho hắn vào. Tên hỗn láo kia, ngươi đã biết tội chưa? Xin đại vương bớt giận, lôi báo nâu ra ngoài giết thịt cho ta. Ôi, xin đại vương tha mạng, tôi đã làm gì sai ạ? Bao lâu nay ta sủng ái nhà ngươi như thế, vậy mà lúc ta ốm đau, ngươi không thèm vác mặt đến thăm. Nếu sói không nói, thì ta vẫn nghĩ ngươi trung thành với ta lắm. Xin đại vương tha mạng. Oan cho tôi quá, cho tôi được nói vài lời. Ngươi còn muốn nói gì? Thưa đại vương, mấy ngày qua tôi vắng mặt bởi vì tôi đã rất lo lắng và đi khắp mọi nơi để tìm phương thuốc chữa bệnh cho ngài.
Thử hỏi còn ai quan tâm đến ngài hơn tôi nữa. Đại vương đừng nghe hắn nói láo. Nếu hắn đi tìm phương thuốc thật thì bắt hắn nói ra xem nào. Đúng vậy, ngươi đi tìm thuốc mấy ngày, vậy thuốc đâu? Bẩm, tôi đã tìm ra ạ. Đại vương dùng thang thuốc này nhất định sẽ khỏi. Vậy thì thuốc đâu? Tốt, tốt lắm. Nói mau, ta không thể chịu nổi cái lưng đau này nữa rồi. Nhưng mà tôi e là hơi khó làm. Chỉ sợ đại vương không nỡ. Sao lại khó? Nói mau, khó mấy ta cũng phải làm. Bằng mọi giá, ta phải chữa được căn bệnh này. Bẩm, chỉ cần lột sống da sói đắp lên chỗ bị đau là đại vương sẽ khỏi bệnh ngay ạ. À? Không, không, hắn nói láo, ngài đừng tin thưa đại vương. Tôi đảm bảo, ngài dùng phương thuốc này sẽ hết đau ngay. Hơn nữa còn khỏe mạnh cường tráng vô cùng. Nhưng đặc biệt, phải là sói xám và sống lâu năm như ngài đây mới hiệu nghiệm ạ. À? Không, không, không phải tôi. Người đã nói sẽ hết lòng vì ta mà. Người phải lấy làm vinh dự vì được hy sinh cho đại vương chứ. Đại vương tha mạng. Bay đâu, bắt sói lột sống da cho ta. Đại vương, xin tha mạng. Đại vương, ta mệt rồi, cho ngươi lui. Tạ ơn đại vương. Mẹ là gì? Các bé ở đây có bé mồ côi ba mẹ, có bé thì ba mẹ bỏ rơi. Mỗi bé đều có một hoàn cảnh đáng thương cô ạ. À. Vâng, cũng may mà có cô nhi viện và sự nhiệt tình của viện trưởng, các cháu mới có ngày hôm nay. Cậu bé kia tên là gì ạ? À? À, đó là Khánh Nam. Ai đó đã mang bỏ cậu bé trước cửa cô nhi viện ngay từ lúc lọt lòng. Thấm thoát 6 năm đã trôi qua, Nam khá nhút nhát và thu mình. Chúng ta đi thăm thêm vài lớp nữa nhé. Thưa viện trưởng, không cần đâu ạ. Tôi muốn nhận nuôi bé Nam. Bé Nam ư? Vâng, tôi cảm thấy mình và bé Nam như có một mối lương duyên nào đó. Tôi cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ biết là ngay lúc nhìn thấy bé, tôi đã muốn nhận nuôi bé để chăm sóc bù đắp cho bé. Vâng, mừng cho bé Nam. Nam, có chuyện gì vậy con? Bé Nam ngoan, hãy nói cho ta biết đi nào. Con nghe mọi người nói, con sắp phải rời khỏi đây, viện trưởng ghét bỏ con rồi ư? Tội nghiệp bé Nam. Nam à, ta đã chọn ra một người trong tất cả các thiên sứ. Người ấy đang chờ đợi và sẽ chăm sóc con đấy. Vì con là một đứa bé ngoan, con sẽ được hưởng thật nhiều tình yêu thương. Thiên sứ ạ? Thật không hả viện trưởng? Nhưng ở đây các bạn cũng chẳng mấy người chơi với con, mà họ chỉ thường hay trêu chọc con, rồi có khi thiên sứ lại bỏ rơi con thôi. Không, thiên sứ sẽ luôn ở bên con. Mỗi ngày thiên sứ sẽ đem lại cho con nhiều niềm vui, tiếng cười. Tình yêu của thiên sứ sẽ khiến tâm hồn con đầy ắp niềm vui. Nhưng con đã quen im lặng. Việc này rất đơn giản. Thiên sứ sẽ dạy con những từ ngọt ngào nhất và hay nhất. Ẩn chứa trong đó là lòng nhẫn nại và sự quan tâm. Thiên sứ sẽ giúp con biết cách trò chuyện. Khi gặp người lạ, con sợ lắm. Ai sẽ bảo vệ con đây? Thiên sứ sẽ bảo vệ con, thậm chí bất chấp nguy hiểm, hy sinh mạng sống. Ồ, thiên sứ thật là tốt. À, đúng rồi. Viện trưởng hãy cho con biết tên của thiên sứ ấy với ạ. Tên vị thiên sứ của con không quan trọng. Con có thể gọi một cách đơn giản là mẹ. Mẹ ư? Đúng vậy. Mẹ là thế nào?
Suốt cuộc đời con chưa từng biết thế nào là mẹ. Con, con, cho con gặp mẹ. Ôi, một đứa bé 6 tuổi mà vẫn chưa biết thế nào là mẹ, chưa một lần được gọi tiếng mẹ. Cầu mong cho con được hạnh phúc. Cầu mong mọi đứa bé trong cô nhi này đều sẽ được hưởng niềm hạnh phúc giống như con. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.